Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm. Chúng ta đã có một cái phương pháp gọi là dùng cọc đá diệu kỳ trường gan, mà người sáng kiến ra phương pháp này chính là thầy Dư Quang Châu. Và tôi xin bật mí một chút là phương pháp được phổ biến từ ngày 1 tháng 9 năm 2014. Tính đến nay mới có được bao nhiêu lâu anh Dũng? Chưa được 2 năm đúng không ạ? Chưa được 2 năm nhưng mà kết quả thì vô cùng thuyết phục. Và hiện nay đây cũng chính là đề tài khoa học mà bộ môn đang theo đuổi. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đại tá Công an Lưu Văn Toan với các kết quả trường gan sẽ lên chia sẻ cùng quý vị. Xin mời. Xin mời Đại tá Công an Lưu Văn Toan. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy Dư Quang Châu, thưa các tất cả các quý vị, tôi giới thiệu là tôi làm ở Tổng cục An ninh. Đầu tiên là xin lược qua cái quá trình sức khỏe của tôi, thì tôi bị cao huyết áp từ những năm gần 40 tuổi. Đấy, đến năm 2007 thì tôi bị huyết áp giai đoạn 2, tức là từ 170, 180 trên 190, và liên tục từ đấy cho đến bây giờ. Đấy. Ngoài ra tôi còn bị bệnh viêm phế quản mãn tính từ nhỏ. Đấy. Trước khi tôi nghỉ hưu năm 1999 thì tôi nghỉ hưu thì sức khỏe rất yếu, bệnh gan nhiễm mỡ nặng là một này, cholesterol, gluco tức là đường đấy, trong máu là thông số là ở ngưỡng vượt, đang ở ngưỡng vượt, tức là đường gluco thì đang ngưỡng rồi. Ngoài ra một số cái chỉ số nữa nhưng mà tôi không biết gọi thế nào, nhưng mà trong cái đề là IPG rồi IPGG đấy đều vượt ngưỡng cả. Men gan cao, máu nhóm máu như mỡ nặng, gan như mỡ nặng. Đấy, báo cáo chị, mà sức khỏe thì thường xuyên là B. Khi tôi nghỉ hưu thì tôi về cái, tôi lại không sống ở Hà Nội, tôi về Hưng Yên, tôi sống ở cái vùng ngoại ô với vợ tôi ở đấy. Thì tôi thường xuyên tôi đi kiểm tra sức khỏe, tôi về đấy thì thuộc cái ban bảo vệ sức khỏe của tỉnh, họ quản lý được hàng năm họ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thì sức khỏe thường xếp lại B thôi. Đến tháng 5 năm 2015 thì do bạn bè giới thiệu và tôi có tra trên mạng, tôi thấy trung tâm cảm xạ, năng lượng cảm xạ học Việt Nam thì sau 7 triệu có giới thiệu là có lớp học thực chỉ liên tâm và cảm xạ, thì tôi có ra, tôi đăng ký tham gia học các học ấy. Vậy thực ra báo cáo là với hội nghị này tôi về hưu thì tôi cũng chẳng làm gì cả. Về cái vùng quê sống thì nó là thị trấn, nhưng mà nó là cái vùng quê, đâm ra tình làng nghĩa xóm, cứ trong làng ngoài xóm với nhau hết, cỗ bản cưới xin rồi bạn bè rồi. Cái suốt ngày cái vùng nhà tôi, cái vùng mà rượu thì nổi tiếng là vùng Lạc Đạo. Đấy, vùng Lạc Đạo vừa có nổi tiếng là cái làng Đồng Trì, là nhiều người nhiễm trì như anh Thành đấy, anh báo cáo đấy. Đấy, nhưng anh Thành thì không phải nhiễm từ cái làng ấy. Đấy, nhưng mà cái làng nhiễm trì nặng ghê gớm, mà cái này thì khoa học cũng đang nghiên cứu để chữa trị cho cái làng ấy. Thế thì rượu ở đấy nổi tiếng nên tôi không thể thoát được. Nếu nó thật ra nhìn đấy, đồng chí nào là đại tá thì ở bên cục hình sự có nói là đúng công an thì biên rượu của mình, thì tôi cũng uống rất nhiều rượu bia, nó thật khi còn công tác. Đấy, về hưu cũng thế thôi. Thế tôi đi ra tham gia đóng học từ tháng 5 năm 2015 thì đến tháng 6 tôi bắt đầu chiêm đá. Đấy, bắt đầu phát hiện ra con đang có đá thì tôi bắt đầu chiêm đá từ tháng 6. Thì đến đầu tháng 8 thì cái viện bảo vệ sức khỏe của Nghiên nó lại kiểm tra sức khỏe tôi, thì bắt đầu tôi cảm thấy sau một tháng chiêm đá thì tự nhiên các chỉ số của mình, nó trước khi chiêm đá thì các chỉ số tôi đấy, rất nhiều chỉ số nó vượt ngưỡng như thế,
Thế nhưng sau một tháng kiểm tra thì thực ra là cái kết quả nó, tôi sau khi kiểm tra thì tôi thấy sức khỏe, cái kết quả nó thật là bất ngờ đối với tôi và gia đình, là các chỉ số nói chung là đều gì, cái acid uric trong máu của tôi lúc tôi bị hút từ năm 1996 tôi bị hút và tiếp tục tái phát rất nhiều lần, mà cái đỉnh cao của acid uric là có lúc lên đến 550. Thế nhưng sau một tháng chịu đá của tôi tụt xuống có 360 nữa. Thì thực ra nó rất là bất ngờ. Thì tất nhiên các chỉ số tôi có hết ở đây. Cái chỉ số máu thì tất cả các chỉ số đó đều đưa về chuẩn hết. Các chỉ số cao như là men gan, gan như cái gan của tôi thì nó lạ này, siêu âm ở bụng lần nào tôi cũng hỏi bác sĩ, cái lần mà sau khi chịu đá một tháng thì gan hết sạch mỡ, không còn tí mỡ đâu cả. Tôi hỏi bác sĩ, cô bác sĩ bảo là nên là máy cháu chỉ làm động tác nó siêu âm cho bác thôi, chứ còn máy nó đọc chứ cháu chỉ đọc kết quả đâu. Dạ, thưa máy nó báo chứ cháu không thể là còn nói sai bác được. Bảo sao tôi béo thế mà lại sao nó không mỡ đâu, bảo đấy cháu đọc trên máy. Dạ, thưa còn bây giờ thì xin phép đại tá cho hỏi ạ, bây giờ kết quả sao ạ, đại tá có tiếp tục chườm gan nữa hay không, và bằng cặp đá diệu kỳ đây không, và kết quả hiện nay ra sao ạ? Bây giờ thì tôi báo cáo với các đồng chí hội nghị này, bây giờ tôi chiều 4 viên đá chứ không phải 1 viên như 2 viên như trước đó. Hai viên tôi chiều đúng chuẩn của một viên ở trung tâm các cái động tĩnh mạch và một viên ở vùng gan, vùng lá gan bên phải. Và hai viên khác tôi một đưa lên trên và đưa lên dưới. Nóng quá vì tôi đã tính được chiều đá rất nóng, bây giờ nếu mà vạch bụng tôi ra thì nó đỏ hết cả vùng bụng này. Đấy, vì tôi chiều tôi thường lượng là mọi người thì trường vào đưa vào trong cái lò vi sóng ấy, ở cái mức mà hâm nóng đồ ăn ấy thì 4-5 phút, chúng tôi bao giờ tôi phải hâm 7 phút rưỡi. Và sau đấy, nó nóng tôi phải xê dịch lên sau 15 phút mới đẩy lên được. Chứ còn lúc đầu rất nóng thì phải dịch lên thì xuống cho nó bớt nóng, nên trên cái vùng hiện nay vùng ngực tôi cứ đỏ. Cứ ăn cơm tối xong là tôi ngả ghế xích đu ra tôi nằm cho nó đá vào vi sóng mà 4 viên được chiều. Dạ, cảm ơn đại tá rất là nhiều ạ. Dạ, và hiện giờ thì cái kết quả làm sao? Hiện giờ thì viên đó rất khả quan. Báo cáo với hội nghị là này. Dạ. Sau bây giờ là tôi chiều đá được 1 năm rồi. Đấy, đến bây giờ là đúng 1 năm thì đúng là kết quả thật là bất ngờ là dạ. Là đã đúng như là cái đề tài mà thầy Vi Công Châu đang là chủ nhiệm đây là chiều đá nóng để nâng cao sức khỏe và ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật thì đúng. Kinh nghiệm ấy là đây là bài học của tôi đấy, sau 1 năm thì bắt đầu tôi diễn ra, tất nhiên phải kết hợp với cả dục thể thao này, kết hợp với lại rèn luyện theo cảm giác, mà tôi học từ năm tháng 5 năm tôi học tất cả các khóa. Dạ. Nay tôi không còn khóa học nào. Lát nữa sẽ được xin của thầy Châu cả. Vâng. Thêm với lại đại tá ạ. À. Dạ xin cảm ơn đồng chí. Dạ. Đây là kết quả ban đầu. Thì xin cảm ơn để được báo cáo trước hội các toàn thể để tôi sẽ tiếp tục kiểm nghiệm cùng với các thầy và mong các nhà khoa học sẽ từng người nghiên cứu để mà truyền thụ những cái kinh nghiệm này đến để cho mọi người. Dạ, như quý vị đã thấy ạ, tất cả những người mà đã tham gia trường cặp đá diệu kỳ vùng gan, họ không bao giờ ngừng được cái đề tài trường đá đâu ạ. Cái những cái câu chuyện của họ là liên tu bất tận, và cái niềm vui đó cũng là vô tận luôn. Tôi cũng hy vọng rằng là sau này khi quý vị đã có những cái trải nghiệm với cặp đá diệu kỳ, chắc chắn chúng ta cũng có cái tâm trạng vui sướng và hân hoan như là của các đại tá vừa rồi. Câu chuyện không bao giờ dứt. Vì diệu kỳ cho nên là say sưa, đúng không? Quý vị đều đã nhận thấy là cái tác dụng của vấn đề trường gan, trường đá vùng gan với lại một số cái loại bệnh để đẩy lùi những cái chỉ tiêu mà qua xét nghiệm. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.
địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.